Trời, 5,3 kg vậy đó. Ngoài nó 5,3 kg vậy đó. 5,4 kg hả? 5,4 kg rồi. Đậu rồi, cái đùm trứng không cái hai, mà cái đùm trứng không phải đậu mẹ hết, ký hai rồi. Đậu con cá này cởi qua dẫn lý trường thành. Đậu con cá này cố bóc bao phi. Cái đục chính kia nha, đó có tương hộp ta. Cái này ăn rồi hồi đây hành ăn nhiều đấy luôn, nhiều nó mới thơm. Dặn mua hành lá đó. Ừ. Hành lá. Hồi đó mình ăn nhiều đó, chắc bỏ vô á nó thơm. À dạ. Dạ. Rồi. Sao cho. Để cho thấm thấm cái để vô rồi chở chiên sơ qua sơ lại cái gì đi. Sôi lên cái này phải có dừa ha, có dừa quá mình nó chế vô ngon. À, chơi là hai món kho tương với chiên với 5,4 kg. Chờ kho tương nè, mấy cái dừa lại để vô cái này này, kẹt hết đậu gồng rồi hả? Hai bữa thật chén. Hơi sơ nó ăn cái nó bán mùi trứng này hồi kho xôm nó lủng nó tôm gì đổ vô hết rồi lấy thử gì giờ nước tương tương này mình kho mình chấm rau được rồi cần gì vừa tương nó làm gì giờ nấu rồi nè chín rồi mày nhìn cái đậu con cá nè 5,4 kg đó mà đựng được trứng nè, đựng trứng gì đó, đựng trứng đi mấy ơi, cái được gấp lên mà quằng đũa luôn, gấp lên mỗi chiên. Không, tại vì nhưng mà con cá nó ú nó ngon. Còn con cá nó ốm nó tanh. Con cá mà cá nào mà nó ú là nó ngon à. Nó không có mùi tanh. Nó ốm nó có mùi tanh. Cá này á, ăn cá chi con, ăn cá con nữa lắm luôn. Thank you.
cái sọ mà do anh cởi đi để đi qua quản lý Trường Thành. Rồi thì nhanh lũng nhà nhanh chín. Trời rất ngon ngon. Cao quá đất rồi. Cái này cái F1. Cái F1 của nó bự. Thì F1 bự như vậy, còn cái F2 nó... ừ. Còn cái F3 thì nó nhỏ. F3 nó có ghe, nó có thọc. Này món chiên. Chiên miếng chanh, ớt, có đường, cũng được thấy. Bên có mùi tôm đó. Mình cái lù tì để đi bắt thời gian cái này chở mùa nước nổi này chở đi đi viện chợ luôn. Cứu chợ hả? Mấy cái vỏ thì cứu chợ hả? Ừ. Những cái đầu này đi viện chợ. Mấy mà bự không? Nhất này mà lớn. Rồi sống được nó lâu nhiều nữa nha. Tạm biệt cả nhà nha. Đi làm hai ông này đấy.